Cô chào tất cả các em. Cô rất vui được cùng đồng hành với các em đến với môn tập đọc kể chuyện tuần 28 lớp 3, bài Cuộc chạy đua trong rừng. Các em chuẩn bị cho cô sách tiếng Việt, thước, bút chì nhé. Để học tốt bài học ngày hôm nay, mục tiêu chúng ta cần đạt là luyện đọc đúng và trôi chảy toàn bài, biết ngắt hỉ hơi và có giọng đọc phù hợp với diễn biến của cốt truyện. Nắm được cốt truyện và ý nghĩa của câu chuyện, kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo tranh, các em đã hiểu chứ nào? Cô cùng các em bước vào hoạt động 1, luyện đọc. Cô mời các em mở sách tiếng Việt tập 2, tuần 28, bài Cuộc chạy đua trong rừng, trang 80-81. Nào, bây giờ các em nghe cô đọc mẫu nhé. Cuộc chạy đua trong rừng. Ngày mai, muông thú trong rừng mở hội đi chạy để chọn con vật nhanh nhất. Ngựa con thích lắm, chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế. Chú sửa soạn không biết chán và mãi mê soi bóng mình giữa dòng suối trong veo. Hình ảnh chú hiện lên với bộ đồ nâu tuyệt đẹp, với cái bờm dài được chải chuốt ra dáng một nhà vô địch. Ngựa cha thấy thế, bảo: "Con trai à, con phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng. Nó cần thiết cho cuộc đua hơn là bộ đồ đẹp." Ngựa con mắt không rời bóng mình dưới nước, ngủ ngoậy đáp: "Cha yên tâm đi, móng của con chắc chắn lắm. Con nhất định sẽ thắng mà." Cuộc thi đã đến. Sáng sớm, bãi cỏ đông nghẹt, chị em nhà hưu sốt ruột gặm lá. Thỏ trắng, thỏ xám thận trọng ngắm nghía các đối thủ. Bác quạ bay đi bay lại giữ trật tự. Ngựa con ung dung bước vào vạch xuất phát. Tiếng hô "bắt đầu" vang lên, các vận động viên rần rần chuyển động. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, ngựa con dẫn đầu bằng những bước sải dài khỏe khoắn. Bỗng, chú có cảm giác vướng vướng ở chân và giật mình thẳng thốt. Một cái móng lung lay rồi rời hẳn ra, gai nhọn đâm vào chân làm ngựa con đau điếng. Chú chạy tập tễnh và cuối cùng dừng hẳn lại. Nhìn bạn bè lướt qua mặt, ngựa con đỏ hoe mắt, ân hận vì không làm theo lời cha dặn. Ngựa con rút ra được bài học quý giá: đừng bao giờ chủ quan, cho dù đó là việc nhỏ nhất. Theo Xuân Hoàng. Sau khi các em nghe cô đọc rồi thì các em cần lưu ý, ở đoạn 1, giọng đọc phải sôi nổi hào hứng. Đoạn 2, lời khuyên của ngựa cha đọc với giọng âu yếm ân cần. Lời đáp của ngựa con đọc với giọng tự tin cuốn ngoẩy. Đoạn 3, đọc với giọng chậm, rõ ràng. Đoạn 4, câu đầu đọc với giọng nhanh, hồi hộp. Các câu còn lại đọc chậm, giọng nuối tiếc. Chúng ta cùng luyện đọc từ khó. Cô mời các em lấy thước, bút chì, gạch chân các từ khó đọc trong bài. Nào, các em cùng đọc theo hướng dẫn của cô nhé. Sửa soạn. Trong tiếng soạn, chúng ta chú ý vần oan. Chải chuốt. Trong tiếng chuốt, chúng ta chú ý vần uốt. Ngúng ngoẩy. Trong tiếng ngoẩy, chúng ta chú ý vần ôi. Khỏe khoắn. Trong tiếng khoắn, các em chú ý vần oan. Thản thốt. Trong tiếng thản, các em chú ý vần an. Tập tễnh. Trong tiếng tễnh, các em chú ý vần ên cho cô nhé. Cô mong các em luyện đọc thêm cho tốt. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em nhắc nghĩ một số câu dài trong đoạn sau. Các em chú ý nghe cô đọc nhắc nghỉ hơi. Con trai à, con phải đến bắt thợ rèn để xem lại bộ móng. Nó cần thiết cho cuộc đua hơn là bộ đồ đẹp. Cha yên tâm đi, móng của con chắc chắn lắm. Con nhất định sẽ thắng mà. Tiếng hô "bắt đầu" vang lên. Các vận động viên rần rần chuyển động. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, ngựa con dẫn đầu bằng những bước sải dài, khỏe khoắn. Ở nhà, các em có thể luyện đọc lại bài Cuộc chạy đua trong rừng.
cho người thân mình nghe. Và lưu ý, khi đọc, các em đọc tốc độ vừa phải, gác nghỉ hơi cho phù hợp. Khi gặp dấu chấm, cần nghỉ hơi dài hơn dấu phẩy. Đối với một số câu dài mà không có dấu phẩy, ta cần đọc gác nghỉ hơi ở những cụm từ có nghĩa. Và đặc biệt, các em phải đọc đúng các từ, tiếng trong bài đọc. Cần đọc diễn cảm ở những câu có lời dẫn của nhân vật nhé. Cô đã hướng dẫn cho các em luyện đọc từ, đọc câu rồi. Các em cùng cô giải nghĩa từ khó hiểu trong bài đọc sau. Vòng nguyệt quế. Các em có thấy hình ảnh này quen không nào? À đúng rồi, vòng nguyệt quế là vòng tròn được kết bằng những chiếc lá mang hình dáng biểu trưng lá nguyệt quế, có màu sáng như giác vàng, dành tặng cho người chiến thắng. Cô mong các em sẽ học tốt để đoạt giải thưởng như các anh chị trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia này nhé. Tiếp theo là từ móng. Móng là miếng sắt hình vòng cung gắn với chân lừa hoặc ngựa để bảo vệ cho chân chúng được chắc khỏe đấy. Các từ còn lại: đối thủ, người hoặc đội tranh thắng thua với người đội khác. Vận động viên, người thi đấu thể thao. Thảng thốt, hoảng hốt vì bất ngờ. Chủ quan, tự tin quá mức, không lường trước khó khăn. Ngoài ra, nếu thấy có từ nào khó hiểu trong bài đọc, các em có thể nhờ bố mẹ hoặc người thân giải thích cho mình nhé. Để hiểu nội dung bài đọc như thế nào, cô mời các em đến với hoạt động 2, tìm hiểu bài. Nào, các em đọc yêu cầu câu 1 cho cô nhé. Ngựa con chuẩn bị tham dự hội thi như thế nào? Vậy cô đố các em, câu 1 thuộc đoạn nào trong bài? Đúng rồi, câu 1 thuộc đoạn thứ nhất. Bây giờ nhiệm vụ của các em là đọc thầm đoạn 1 cho cô và trả lời câu hỏi cho chính xác. À, giỏi lắm. Câu trả lời của chúng ta là: sửa soạn, soi mình dưới lòng suối, chải chuốt bơm và bộ lông tuyệt đẹp. Tiếp theo câu hỏi thứ hai: người cha khuyên nhủ con điều gì? Vậy câu 2 thuộc đoạn mấy trong bài nào? Đúng rồi, câu 2 thuộc đoạn 2. Các em đọc thầm đoạn 2 này để trả lời câu hỏi cho cô nhé. Cô có lời khen với các bạn đã trả lời đúng. Ngựa cha thấy con chỉ mãi ngắm guốc khuyên con phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng. Nó cần thiết cho cuộc đua hơn là bộ đồ đẹp. Sang đến câu hỏi thứ 3: vì sao ngựa con không đạt kết quả trong hội thi? Bạn nào cho cô biết câu 3 thuộc đoạn mấy trong bài nào? Đúng rồi, đó là đoạn 4, từ tiếng hô cho đến không làm theo lời cha dặn. Bây giờ các em hãy đọc thầm đoạn 4 này nhé. Bạn nào trả lời câu 3 giúp cô, liệu ngựa con có đoạt được vòng nguyệt quế không nào? Giỏi lắm, câu trả lời của chúng ta là: giữa chừng cuộc đua, một cái móng lung lay rồi rời ra, làm chú bỏ dở cuộc đua. Ở câu hỏi số 4, ngựa con rút ra bài học gì? Thuộc câu cuối của đoạn 4 phải không nào? Cô mời các em đọc thầm đoạn này và trả lời cho cô. Cô có lời khen cho bạn nào đã trả lời ý đúng trong bài? Ngựa con rút ra được bài học quý giá: đừng bao giờ chủ quan, dù đó là việc nhỏ nhất. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu bài, vậy các em có hiểu nội dung bài đọc của chúng ta ngày hôm nay như thế nào không? Đó là: làm việc gì cũng phải cẩn thận, chu đáo, đừng bao giờ chủ quan, coi thường, dù đó là việc nhỏ nhất. Cô mong rằng các em ở nhà luyện đọc lại toàn bài lưu loát, ngắt nghỉ câu, cụm từ cho đúng nghĩa, chính xác, có thể đọc diễn cảm ở từng câu nói của nhân vật để bài đọc thêm sinh động hơn. Các em hãy đọc cho bố mẹ hay người thân mình nghe nhé. Để thưởng cho các bạn đã luyện đọc tốt qua hai hoạt động, cô cùng các em bước sang hoạt động 3, kể chuyện. Dựa vào tranh, kể lại toàn bộ câu chuyện cuộc chạy đua trong rừng bằng lời của ngựa con.
Các em chú ý nhé. Dựa vào bốn bức tranh dưới này, các em kể bằng lời của người con. Tức là các em nhập vào vai của người con để kể. Khi kể, xưng là tôi, hoặc tớ, hay là mình cũng được. Các em nghe cô kể ví dụ như mẫu. Năm ấy, muôn thú trong rừng tổ chức một cuộc thi chạy để chọn vận động viên nhanh nhất. Nghe tin, tôi mừng lắm. Trong cả cánh rừng này, còn ai chạy nhanh hơn tôi nữa? Chắc chắn vòng nguyệt quế thuộc về tôi rồi. Đầu tiên là tranh số 1. Nói lên nội dung như thế nào? Dựa vào tranh, các em kể bằng lời kể của chính mình. Cô có lời khen bạn nào đã kể đúng ý trong tranh 1 này nhé. Tôi rất thích cuộc thi này. Tôi sửa soạn không biết chán và còn mải mê soi mình dưới dòng suối trong veo. Tôi rất hãnh diện với bộ đồ nâu tuyệt đẹp và cái bờm dài được chải chuốt ra dáng một nhà vô địch. Tiếp theo, các em quan sát tranh số 2. Các bạn hãy dùng chính lời kể của mình nhé. Giỏi lắm, các em cùng cô kể lại nào. Cha tôi thấy tôi chỉ chăm lo chải chuốt liền bảo: Con trai à, còn phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng. Nó cần thiết cho cuộc thi hơn là bộ đồ đẹp. Tôi tự tin và ngúng nguậy trả lời: Cha yên tâm đi, móng của con chắc chắn lắm, con nhất định sẽ thắng mà. Đến với bức tranh thứ 3, các em cùng quan sát và kể. Cô có lời khen với bạn nào đã kể đúng ý theo tranh này nhé. Cuộc thi cũng đã đến, mọi người tập trung ở bãi cỏ đông nghẹt. Cuộc thi bắt đầu, tôi ung dung bước vào vạch xuất phát. Cuối cùng là bức tranh số 4. Người con đã bỏ dở cuộc thi như thế nào? Vì sao? Các em hãy quan sát tranh móng ngựa vì sao đấy. Cô có lời khen với bạn nào đã kể đúng ý như cô? Nào, chúng ta cùng lắng nghe nhé. Cuộc thi bắt đầu, vòng 1 rồi vòng 2. Tôi luôn luôn dẫn đầu bằng những bước sải dài khỏe khoắn. Bỗng, tôi thấy vương vướng ở chân và giật mình thảng thốt. Một cái móng chân trước của tôi lung lay rồi rời hẳn ra. Gai nhọn đâm vào chân làm tôi đau điếng. Tôi chạy tập tễnh và cuối cùng thì dừng hẳn. Nhìn bạn bè lướt qua mặt tôi đã khóc, ân hận vì đã không nghe lời cha. Từ đó, tôi đã rút ra bài học, đừng bao giờ chủ quan, dù đó là một việc nhỏ nhất. Các em đã cùng cô kể chuyện cuộc chạy đua trong rừng bằng lời của người con rồi đấy. Cô rất mong các em dựa vào bốn bức tranh này kể lại tóm tắt cho cô toàn bộ câu chuyện, cho bố mẹ nghe hay người thân mình nghe nhé. Bài học của chúng ta đã kết thúc rồi. Ở nhà các em luyện đọc lại bài và trả lời các câu hỏi cuối bài, tập kể lại câu chuyện cho người thân và bạn bè mình cùng nghe. Mến chào các em, chúc các em vui khỏe, kể được câu chuyện hay, hấp dẫn cho bố mẹ và nhận được lời khen từ người thân mình nhé.